Thân ái kính chào quý vị và các bạn, chúng ta được gặp nhau. Thì ngày hôm nay mình gửi ba cái tủ đi ra Mê Linh, Hà Nội các bạn. Đợt dịch này thì mình không ra, mà chỉ có một bạn học viên của mình với các bạn học viên ngoài Hà Nội sẽ lắp đặt cái tủ này. Các bạn sẽ thấy là cái tủ ATS nha, đây là tủ ATS ha. Còn cái tủ màu đỏ đó là cái tủ phòng cháy chữa cháy. Và một cái tủ bên này là tủ điều khiển máy bơm cấp nước lên trên bồn, và đây là cái phụ kiện đó. Cảm ơn chú Hai đã chở cái món hàng này ra bến xe Hoàng Long không chú Hai? Rồi nhả đâu để theo chú Hai nè. Đây là cái đơn hàng lớn nhất nó mình làm từ trước đến nay ở ngoài miền Bắc, cho nên mình sẽ ship hàng đi. Cái này đầy đủ hơn các bạn, cho nên là cảm ơn anh Sự rất là nhiều đã tin cậy mình cái chuyến đi Hà Nội vừa rồi và đặt luôn đơn hàng. Trân trọng biết ơn anh nhiều nha, chúc gia đình anh được mạnh khỏe.